Con nhờ sư cô đọc lại. Dạ. Anh nhất ta rằng pha lần ba ti căng khăn đi tê vát đàm mê anh nhà sá ti hoa u ba đi xê xê anna gà mít ta. Anh nhớ ta rằng pha lần ba ti ca khăn khăn đi tê vát đàm mê anh nhà sá ti hoa u ba đi xê xê anna gà mít ta. Dạ, anna gà mít ta. Rồi, mời vị khác. Anh nhắc ta rằng pha lăng pha ti khăn khăn đích thê và đam mê đích thê và đam mà đam mê đích thề và đam mê anh nhà sati và u ba di se se ana gamita. Dạ, nghỉ mới có mấy có một tuần rồi, giờ cô Hiệp quên rồi. Vậy cô Hiệp đọc lại nha, nghe sư cô đọc lại. Anh nhắc ta rằng pha lăng ba ti căng khăn đít thê vát hàm mê anh nhà sa ti va u ba đi xê xê anna ga mi ta. Anh nhắc ta rằng pha lăng pha ti căng pha ti căng ba ti căng khăn ba ti căng khăn đít thi đít thế về đích thế và đam mê nhã na sati anh nhà sati và u ba di se se anagami ta. Dạ. Cô Hiệp đọc lại lần nữa. Anh nhá ta rằng pha lăng ba ti kha khăng đích thê và đam mê anh nhang sát ti và u ba đi se se anagamita. Dạ, sư chú. Dạ, tiếp theo. Dạ, con xin phép được ạ. Anh nhắc ta rằng phát lăng pha thi khăn khăn đi thề và thầm mê anh nhà sát ti và u ba đi se se anagamita. Dạ, sư chú. Dạ, con xin đọc số 6 ạ. Yeah. Anh nhá ta rằng khó lăng ba tí căng khăn tiếp và thầm mê anh nhà sa tí và u ba đi xê xê ana ga mi ta. Dạ, u ba đi xê xê ana ga mi ta. U ba đi xê xê ana ga mi ta. Dạ. Dạ, con số 7 ạ. Anh nhá ta rằng pha lăng ba ti can khăn đích thê và đam mê anh nhá sa tí và u ba đi xê xê anna ga mi ta. Dạ,
Sa thứ. Dạ con số 8 mà xin đọc ạ. Dạ. Anh Nhi nhá. Nhi dạ. Là số 9. Anh Nhi số 9 nha cô. Dạ. Dạ, dạ con số 9 ạ. Dạ. Anh nhá tá râm phá lâm ba tít can khăm đít tha và đít thế và đam mê anh nhà sa tí hoa ấp ba đi xe ấp ba đi xe xe anh nhá ga mít ta ú ba đi xe ú ba đi xe xe anh nhá ga mít ta. Yeah. Rồi tiếp theo cô đã con số 10. Yeah. Anh nhá ta răng phá lăng pa ti căng khăng đi thê vá dhamma anh nhá sati vá upadi se se anagatima. Yeah. Anagamita. Anagamita. Yeah. Dạ con cảm ơn. Theo. Dạ tiếp theo Dung, cô Dung ạ. Ở đây ạ. Không có gì chi. Chi đi. Dạ. Chi hả? Anh nhá ta ram pa lam pa ti kham kam ti the wa am me anh nhá sa ti wa upa di se se an ga mi ta. Dạ, sa chứ. Dạ, sẽ con đọc lại nhé. Anyatarang phalang bati kang kang dite wa dhamme anya sati wa ubadi se se anagamita. Anyatarang phalang bati kang kang dite wa dhamme anya sati wa ubadi se se anagamita. À, đó là chúng ta tụng tụng còn đọc nhưng mà chúng ta đọc từng từ á. Anh nhát ta răng anh nhát ta lăng pha lăng pa ti căng khăng đít thê va đam mê anh nhà sa ti va u ba đi xê xê anagamita. Rồi tiếp theo là tít than tu pít khao về sát ta vát sa ni. Tít than tu pít khao về sát ta vát sa ni. Pít cao quê là này các tỷ kheo sát tá là bảy quát sa ní là năm sát tá quát sa ní là bảy năm cái này là tích thanh tú less alone bên kia cái này giữ động từ tích thanh tú. Stay, last tức là remain. Từ động từ tít thanh tú là có nghĩa là remain, tức là động từ comparative tít thanh tú chỉ là has the meaning leave it alone or let it be so. Rồi, đây đọc tiếp theo cái đoạn kế nha, cái đoạn này ngắn. Yo hi ko chi pik kha ve i me chat ta ro sati bat e wang pha vai ya. Tit tan tu pik kha ve sat ta was ani. Yo hi ko chi pik kha ve i me chat ta ro sati bat tha ne e wang pha vai ya. Yo hi ko chi chữ cô trí là chữ vô là ai hay là người nào trí là thật vậy chữ cô trí là bất cứ người nào hoặc là bất cứ ai biết cái quê này các tỷ kheo ý mê là này chắc tao là bốn sati bát tha nê là niệm xứ ý mê chắc taro sati bát tha nê là tứ niệm xứ này e văn là như vậy tha là tu tập này các vị kheo một vị nào hay là bất cứ ai tu tập bốn hay là bộ tu tập bộ tứ niệm xứ này như vậy
đọc cả hai câu luôn hả cô? Dạ dạ đọc hai câu luôn. Tithan tu bhikkhave satta vasani yohi gochi bhikkhave ime chattaro satipatthane evam bhavaya. Dạ sa thư. Thitha tu bhikkhave satta vasani yohi koji bhikkhave ime cha cha taro sati bhatthame ivam evam bhavaya bhavaya bhavaya. Con đọc lại câu. Dạ. Yo yo hi cô chi bác biết khai về email cha ta ro ro sati ba tha me ivam ba tha về ya. Dạ cô hiện nghe lắng nghe rồi cô đọc lại nha. Dạ. Tithantu bhikkhave sattavassani yohikochi bhikkhave ime chattaro satipatthane ime chattaro satipatthane evang bhavaya evang bhavaya. Tithantu bhikkhave tithantu bhikkhave satta vassani yohi kochi bhikkhave ime chattaro sati bhatthane ivam bhatthane Satipatthane. Oh, the long. Satipatthane. Ivam. Ivam. Evang. 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 Bhavaya. Yeah, đúng rồi. Evang bhavaya. Evang bhavaya. Yeah, đúng rồi. Cảm ơn cô. Yeah. Con xin phép được đọc. Thithan bhikkhave sattavassani yohiko chi bhikkhave ime chattaro satipatthane evang bhavaya. Dạ, sa thứ. Dạ, con số 6 xin đọc. Dạ. Thithan tu bhikkhave sattavassani yohiko chi bhikkhave ime chattaro satipatthane evang bhavaya. Dạ, sa thứ. Chữ satta, yeah. Cô tiếp đọc là satta vassani. Satta vassani. Satta vassani. Dạ. Yohikochi. Yohikochi. Dạ, nhớ đọc và những chữ trường âm chúng ta hơi kéo dài ra nha. Dạ. Bhikkhave ime chattaro. Ime chattaro satipatthane. Evang bhavaya. Dạ con đọc lại. Bhikkhave ime chattaro satipatthane evang bhavaya. Dạ satipatthane. Satipatthane. Dạ evang bhavaya. Dạ evang bhavaya. Evang bhavaya. Dạ. Rồi. Dạ mời tiếp. Kế tiếp. Dạ con số 7 ạ. Dạ. Tithan tu bhikkhave satta vassani satta vassani 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 vassani. Dạ con đọc lại. Tithan tu bhikkhave satta vassani satta vassani
satta vatsani yohiko yohiko chi bikkhave ime chattaro 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 sati batthane evam bhavaya sati batthane sati batthane sati batthane sati vaya sati batthane evam bhavaya sadhu dạ con số 9 xin đọc ạ. Yeah. Tích hàn tú bích khá về sát tá và sa vát sa ni yô hi cô chi bích khá về ý mê chát tá rô sa sát sá tí bát khá về ê bằng sát tí bát thà nê sát tí bát tha ne evam bhavaya evam bhavaya evam bhavaya 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 rồi cảm ơn cảm ơn cô dạ con số 10 tích than tu bhikkha ve tithantu bhikkha ve satta vasanni yohi vasanni satta vasanni yohi satta vasanni satta vasanni satta vasanni satta satta vasanni Vatsani Yohi Kochi Bikave Ime Chattaro Sati Patane Evang Pavaya Ime Chattaro Ime Chattaro 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 chúng ta đọc những cái chữ có chúng ta đọc nhấn giọng chúng ta ngưng một chút xíu và cái chữ ta là đường âm chúng ta phải đọc kéo dài ra Ime chattaro sati batthane cô Yến đọc Ime chattaro sati batthane Evang bhavaya Evang bhavaya Evang bhavaya Evang bhavaya E chữ E kéo dài ra Evang Evang bhavaya bhavaya đúng rồi con cảm ơn cảm ơn rồi tiếp theo cô Chi mở cái micro lên ạ Ti than tu pi pa we sat ta wa san ni yo hi ko chi pi pa we i be cha ta ro ti ti pa ta ne e wam pa we ya Dạ, nghe các vị lắng nghe nghe đọc lại nha. Các vị nhớ là đọc các vị đọc được nhưng mà nó chưa có chuẩn lắm là những cái chữ có phụ âm ghép á, các vị đọc hơi nhanh hoặc là những cái chữ trường âm á, các vị đọc cái độ dài nó chưa có đủ nha. Tit than tu pik kha ve. Tit than tu pik kha ve. Sat ta vassa. Sat ta vassa mi yo hi ko chi pik kha ve. Ime chattaro Ime chattaro sati batthane evang bhavaya tithantu pik
bhikkhave sattavassa niyohi koji bhikkhave ime chattaro satibatthane evang bhavaya. Rồi chúng ta tiếp theo đoạn kế. Cha vassa ni ban cha vassa ni chatta ri vassa ni ti ni vassa ni đề vassa ni e căng vassang cha chữ đây là chúng ta đọc là cha cha vassa ni ban cha vassa ni chatta ri vassa ni ti ni vassa ni đề vassa ni e căng vassang cha là sáu vassa ni là năm. Cha vassani là 6 năm. Banh cha là 5. Vassani là 5. Banh cha vassani là 5 năm. Banh cha là số 5. Còn vassani là 5. Chattari vassani là 4 năm. Tini vassani là 3 năm. Dwe vassani là 2 năm. Ekang vassan là 1 năm. Yeah, cô đọc lại lần nữa các vị đọc ha. Cha vassa ni ban cha vassa ni chatta ri vassa ni ti ni vassa ni dve vassa ni e kang vassang. Dạ. Con xin đọc. Dạ. Cha vassa ni ban cha vassa ni chatta ri vassa ni ti ni vassa ni dve vassa ni e kang vassang. Dạ, sa thứ. Cha vassani cha vassani ban cha vassani chattari vassani tini vassani tini vassani tini vassani dve vassani e kham vassang vassang. Yeah, e kang vassang. E kang vassang. Vassang. Yeah. Không cần đọc lại không cô? Dạ, yeah, được rồi cô. Dạ, yeah, cảm ơn. Dạ. Yeah. Dạ, con xin phép đọc. Cha vassa ni ban cha vassa ni chattari vassa ni ti ni vassa ni dve vassa ni e kang vassang. Dạ, xa thứ. Dạ, con số 6. Dạ. Chà, vát xà ni, bàn chà, vát xà ni, chà tà rí, vát xà ni, tì ni, vát xà ni, đề, vát xà ni, ê căng vát xăng. Dạ, xa thứ. Chà. Hiền. Hiền ơi. Dạ, con số 7 ạ. Dạ. Cha vassa ni ban cha vassa ni chatta ri vassa ni ti ni vassa ni dve vassa ni ekam vassam. Dạ, xa thứ. Dạ, con số 9 xin đọc ạ. Dạ. Cha vassa ni ban cha vassa ni Kattari vassani tini vassani pe vassani ekam vassam ekam vassang ekam vassang căng à, chúng ta đọc là căng ekam vassang ekam vassam sang vassan. Chữ hai năm á chúng ta đọc là đuê 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 đi đuê 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 vassan vassan e cam vassam e cam vassang e cam vassang. Dạ, cảm ơn cô ạ. Dạ, xa trước.
Dạ cô Yến. À, số 10 ạ. Dạ. Chá vắt xa ni. Bánh chá vắt xa ni. Chắt tà ri vắt xa ni. Tì ni vắt xa ni. Đuê vắt xa ni. Ê căng vắt xăng. Dạ. Sa thư. Dạ, con cảm ơn. Dạ, con số 12. Dạ. Chào. Cha quát xa ni pan cha quát xa ni chát ta ri quát xa ni tì ni quát xa ni quê quát xa ni e căng quát xăng. Yeah. Tì ni quát xa ni đuê 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 quát xa ni đuê quát xa ni e căng quát xăng. Yeah, rất là tốt. Tì ni. À, chữ ti là cái gì à, chữ trường âm ti ni vát sa ni dạ. Rồi tiếp theo là tít ta tu pika ve e kang vát sang yo hi ko chi pika ve ime chát ta ro sati bát tha ne e vang phao ve ya. Cái đoạn này là lặp lại à, giống như ở trên. Nó chỉ khác là tít thanh tú pít cơ về e cân vát xăng. Này các tỳ kheo không cần gì đến một năm. À, chữ chữ tít thanh tú, động từ tít thanh tú nó có nghĩa là đứng hay là nó không có nghĩa khác là chữ còn lại đó. Thành tu bhikkhave ekaṃ vassaṃ yo hi ko chi bhikkhave ime cattaro satibatthane evaṃ bhaveya. Yeah, sadhu. Satibatthane. 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 Yeah, sadhu. Thadu bhikkhave ekaṃ vassaṃ yo hi ko chi bhikkhave ime cattaro satibatthane satibatthane evaṃ bhaveya evaṃ bhaveya bhaveya evaṃ bhaveya. Yeah. Con đọc lại. Yeah. Tithang tu bhikkhave ekaṃ vassaṃ yo hi ko chi bhikkhave ime cattaro satibatthane evaṃ evaṃ tha vayya. Evaṃ tha vayya. Dạ đúng rồi. Evaṃ tha vayya. Dạ evaṃ tha vayya. Cảm ơn cô. Dạ. Dạ con xin phép đọc. Tít. Dạ. Tít tha tu bhikkhave ekaṃ vassaṃ yo hi ko chi patthane evaṃ bhaveya ime catta satipatthane ime catta ro satipatthane evaṃ bhaveya. Dạ đúng rồi. Sa thứ. Dạ con số 6. Yeah. Tích thanh tú bích khắc về e căng vắt xăng vô hí cô chí bích khắc về y mê chá thà rô sát tí bà thà nê e văn phà về giá. Yeah. Y mê chá thà rô sát tí bà thà nê e văn phà về giá. Ime chattaro satipatthane evaṃ bhaveya. Ime chattaro satipatthane. Ime chattaro
chắc ta, chỉ ta cô đọc kéo dài ra ime chắc ta ro ime chắc ta ro sati bát ta ne evang pa ve ya. Dạ đúng rồi, sa trú. Dạ con số 7 ạ. Tika tu bikave ekang vatsang yohiko chi bikave ime chattaro sati batthane evam bhavaya. Yes, sadhu. Con số 9 xin đọc ạ. Yes. Tika tu bikave ekang vatsang yohiko chi bikave ime chattaro ro satipatthane evang bhavaya. Yeah. Satu. Dạ con số 10. Yeah. Tithantu bikave ekang. Ở đây là tithatu, tithatu, tithatu ở trên là các vị biết sao, ở trên là tithantu, kia là tithatu không? À, dạ, dạ. Ở đây là kia là số nhiều, sát tá là 7 năm, cho nên động từ ở đây nó phải chia số nhiều là tithantu. Còn ở đây là tithatu, là ở đây là e căn vát xăng là 1 năm thôi, chỉ có 1 năm là nó số ít, là đang đọc là tithatu. À. Dạ, tithatu pick away. Dạ, con xin đọc lại. Yeah. Tha tu bikave ekang vasang yohi kochi bikave ime chattaro sati patthane evang pavaya. Yeah. Rồi, cô Yến nghe lại nha. Yeah. Tha tu bikave ekang vasang, ekang vasang yohiko chi bikave, yohiko chi bikave ime chattaro sati batthane evang bhavaya. Dạ con đọc lại. Dạ, dạ đọc lại. Tha tu bikave. Tha tu. Tha tu. Tithantu tithantu bikave ekang vasang 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 yohi kochi bikave ime chattaro sati sati patthane evang pavaya. Yeah, đúng rồi. Tithatu bikave ekang vasang vasang ha. Chúng ta đọc là vas. Ekang vasang yohiko chi bikave ime chattaro sati batthane. Chữ sati là đoạn âm cho nên chúng ta phải đọc liền ha. Là chúng ta đọc ngắn giọng, ta là trường âm, kéo dài rô trường âm, chúng ta kéo dài mê, ý là đoạn âm ha, đọc giọng ngắn, mê là trường âm, e là trường âm, chúng ta đọc kéo dài i mê chát ta rô sati bát tha nê e văn e, đây là e giống là ý ha, e văn bha vây giá bha vây giá. Dạ còn số 12 à. Dạ. Tithā tu bhikkhavē ekaṃ vassaṃ yohi kochi bhikkhavē ime cattaro cattaro satipatthāne evaṃ bhavayā. Yeah, sadhu. Yeah, chúng ta tiếp theo ha. Sattamā sāni tassa duinnaṃ phalāni. Satta ma sa ni, satta là 7, ma sa ni là tháng. Satta ma sa ni là 7 tháng. Tassa vinnang phala ni, có thể chứng một trong hai quả sau đây. Vin có thể chứng
cái này là các ngày dịch thoát á, nhưng đúng ra là chữ vinh năng là hai loại, pha la ni là quả, tát xá là ấy. Anh nhất ta rằng pha lăng ba tí căng căng đít thê vạ tham mê anh nha. Sa tí và u ba đi xê xê an nà gà mi ta. Một là chứng chánh trí nghe trong miệng. Chữ đít thê vạ tham mê, các ngài dịch là chánh trí. Rồi sa tí và Ubadisese Anagamita, tức là hai quả, là hai quả đầu tiên là gì? Tu đầu quần, tu đại hàm, không? Cái quả thứ ba là gì? Satiwa Ubadisese Anagamita là bất hoàn, tức là quả thứ ba. Anagami là Anaham, quả Anaham. Dạ. Mình đọc từ từ cái khúc sát a này tới tới hết chỗ dạ, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ dạ. Sát a ma sa ni ta sa tuyên năng pha la năng an nhã ta rằng pha lăng ba tí can khang tít thuê vá tham mê an nhã sa tí và u ba đi xê xê anagamita. Yes, sir. Tata masani tasa denang palanang anyatarang palang bati kang 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 diteva diteva damme anya. Anya sati va upa di se se a anya naga mita ya anaga mita anaga mita ya. Cảm ơn cô. Dạ, xa trước. Dạ, Tina. Sát-ta-ma sa-ni-kha-sa-tuy-năng Phá-la-năng An-nya-ta-răng Phá-lăng Phá-ti-khan-khang Bít-thê-va-tham-mê An-nya. Sati-wa Sati-wa upa-di-se-se Anagamita. Dạ, sa thứ. Thưa con số 6. Dạ. Ta ma sa ni tát sa di năng pha la năng an nhà ta rằng pha lăng ba tí căng căng bít thề vá thầm mê an nhà sa tí và ú ba đi xê xê anagamita. Dạ, cô tiếp đọc nhớ cái trường âm đoạn âm ha. Satta sa ni ta sa duyên năng pha la ni an nhã ta rằng pha lăng ba tí căng khang đích thê vá tham mê an nhã sati u ba đi xê xê anagamita. Dạ, con đọc lại đó, cô. Dạ. Satta ma sa ni ta sa sắc tá đoạn âm mà số đọc sắc ta là nó trật rồi. Sắc tá ma sa ni tát sa di năng tát sa di năng đọc tát sa là nó chữ sa, có đọc tát sa là chữ sa nó trở thành trường âm rồi. Ờ dạ. Chữ đoạn âm tát sa di năng pha la năng sắc tá ma la sắc tá di năng pha la năng sắc tá ma sa ni sắc tá ma sa ni tát xá đi năng phá la năng an nhà ta rằng phá lăng ba ta rằng chỗ nào cũng không an nhà ta rằng a
ăn nhá phá răng, ăn nhá phá răng, phá răng, ba tí găng khăn, thề vá thầm mê ăn nhá, xa tí, ăn nhà, xa tí và tí, xa tí, không đọc là xa tí, tôi có đọc xa là trường âm rồi, xa tí, xa tí và u ba tí xế xế, a na Anagamita Ubadisese Anagamita Ubadisese chấm đọc là xế xế Ubadisese e Ubadisese Anagamita Ubadisese Anagamita. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con số 7 ạ. Dạ. Satta masani tassa dvinnang phalanang anya anya tarang phalang batikkan khang dittheva damme anya sati va Uba di se se anagamita. Yeah. Chữ dit te va. Dit te va dhamme anya. Dit te va dhamme anya sati va uba di se se anagamita. Yeah, sadhu. Yeah, con số 9 xin đọc ạ. Yeah. Satta masani tassa dvinnam 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 phalanang 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 anya tarang phalang batika khăn khăn đích thá về đích thá và đam mê đích thề và đam mê an nhà sát tí và u bá đi xê xê u bá đi xê xê u bá đi xê u bá đi xê xê Anagamita. 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 Nghỉ có bữa thứ ba. Nghỉ bữa thứ ba không có học ha. Rồi nghỉ có một tuần hôm là đám của bà cụ mà các lo là nghỉ học cái các vị quên nè. Loạn hết. Sorry con. Con sống người. Yeah. Satta masani tassa dvinnang phalanang anya tarang phalang pati kang khang ditheva dhamme anya sati sati va upadi se se anyagamita anagamita anagamita. Yeah. Mấy vị coi như là vô đọc và chưa có học cái ghép chữ Bali, chưa có học nguyên trường âm đoạn âm thì ra các vị đọc chưa có quen. Ở trong tiếng Bali nó có ba chữ đoạn âm là chữ 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 A trong tiếng Việt á, chữ A trong tiếng Việt là trong tiếng Bali gọi mình đọc là chữ A. Chữ Y trong tiếng Việt á tức là chữ đó, chúng ta trong tiếng Bali chúng ta đọc là chữ Ý. Rồi là chữ U trong tiếng Việt á, trong tiếng Bali chúng ta đọc là chữ U.
là ba có ba chữ đoạn âm. Còn có năm chữ trường âm, năm chữ nguyên âm á, ba chữ nguyên âm gọi là đoạn âm là a, i, u. Năm cái chữ trường âm á, chúng ta đọc kéo dài ra là a, nó có gạch chữ a đó, nó có gạch ngang ở trên đầu, đọc là a kéo dài ra. Rồi là chữ y, nó có cái gạch ngang trên đầu á, là chữ trường âm, chúng ta đọc kéo dài là y. Chữ u có gạch ngang ở trên đầu, chúng ta đọc là u. Còn chữ e trong tiếng Việt chúng ta đọc là chữ e, nhưng mà trong tiếng Bali chúng ta đọc là chữ e. Nó thêm cái nón lên trên cái mũ lên. Trong tiếng Việt chúng ta đọc là chữ o. Thì trong tiếng Bali chúng ta đọc là o. E i u e o. Vì nào mà chưa có học mẫu từ Bali á, các vị cậu Kiên cậu có làm cái bảng này rồi á, các vị vào đây mở lên và mình bấm vô cái loa đó thì nó sẽ lên rồi các vị nghe và đọc theo nha. Dạ, cảm ơn ạ. Thưa sư cô, những chữ mà ở dưới có cái dấu chấm á. Dạ đó, từ T này, thì đọc như nào ạ? Thưa sư cô. Đây chữ T mà có chấm nè ha. Mình đọc âm ở đầu lưỡi, tức lưỡi chúng ta cong lên ở trên nóc họng mà chúng ta bật xuống là đọc là tó. Chữ T mà có chấm dưới nè, chúng ta đọc là chữ TH chúng ta đọc là thọ. Chữ D mà có chấm dưới đọc là đó. Chữ DH đọc là đó. Và chữ N có chấm dưới đọc là nó. Rồi chữ T, cái hàng dưới đó, chữ T mà không có dấu, cái hàng dưới nó không có dấu, chúng ta đọc âm răng, tới lưỡi chúng ta đặt ở giữa hàm răng, đọc là tá, thá, đá, đá, ná, tức là cái âm nó nhẹ hơn. Dạ, còn ở dưới còn chữ L, nhóm ba. Dưới cụ má là âm môi á, là nhóm là âm môi, đọc là bá, phá, bá, bá, má. Chữ M đọc là má, nè. Cái chữ chữ em mà có dấu nặng là thành chữ ăn chứ không phải là chữ măng, nó không phải là chữ m. Có nhiều vị ở đây em m có dấu chấm dưới đọc là ăn ăn. Lăng lạ xá giá phá tọ thọ đó đã nó. Tức là cậu Kim cậu đã có ghi âm lại và có các vị mở lên đó, bấm vào cái loa đó thì nó sẽ đọc, nó phát âm lên là các vị đọc theo nha. Các vị nào mà chưa có học á, học cái ghép chữ Bali á, cách phát âm chữ Bali và ghép chữ Bali á, chúng ta vào cái phần này chúng ta học rồi. Bây giờ chúng ta sư cô đọc lại. Cái này nó giống nhau hết à cô ơi. Dạ đúng rồi, nó giống nhau. Là tít tu tít thành tu phikkhave sattama masani yo hikko chi phikkhave ime cattaro satipatthane evang bhavaya cha cha masani pancha masani cattari masani tini masani dve masani ekang masang attha masang. Cha masani là 6 tháng, pancha masani là 5 tháng, cattari masani là 4 tháng, tini masani 2 tháng 3 tháng, dve masani là 2 tháng, ekang masang là 1 tháng, attha masang là nửa tháng. Cha masani pancha masani cattari masani tini masani dve masani ekang masang attha masang. Attha masang. Attha masang. Satu. Tiếp theo. Cha masani Bạn chắc
cha ma sa ni ban cha ma sa ni cha cha ta ri ma sa ni ti ni ma sa ni de ma sa ni e kham ma sang ma sang at the ta the a the ha at the ha ma sang. Yes, Satu. Chapmana Chapmasani Panchamasani Chattari Masani Tini Masani Dwe Masani Ekang Masang Attamasang. Yes, Satu. Yeah, con số 6. Yeah. Yeah. Masani Bancha Masani Chattari Masani Tini Masani De Masani Ekang Masang Atha Masang Atha Masang Atha Masang. Yeah, Satu. Cô đọc chữ ma đó, cô kéo dài ra chút xíu à. Cha sa ni. Ma sa, ma sa là nó chưa có đủ độ dài. Cha ma sa ni. Ma sa ni, ma sa. Ma sa là nó chưa có đủ cái độ trường âm là độ cái dài. Dạ. Cha ma sa ni. Dạ. Satu. Dạ. Kẹt con số 7 ạ. Dạ. Cha masani pancha masani chattari masani tini masani dwe masani ekang masang adha masang. Yes, Satu. Con số 9 xin đọc ạ. Yeah. Cha masani pancha masani chattari masani tini masani dve masani ekam masam attha masam. Yeah. Ekam masam addha masam. Yeah. Ekam masam attha masam. À, không đọc là sam mà e căng ăn e căng e căng e căng ăn attha ma sang e căng ma sang at ma sang attha ma sang attha ma sang. Yeah, đúng rồi. Sa chứ. Cảm ơn cô ạ. Yeah. Con số 10. Yeah. Cha masani. Ma, ma kéo dài ra. Ma sa ni. Ma sa ni. Yeah, đúng rồi. Cha masani. Chattari. Masani. Ma sa ni. Ma sa ni. Yeah. Ti ni. Masani. Ti ni ma sa ni. Ti ni ma sa ni. Yeah. Dwe ma sa ni. E kang ma sang. Attha ma. Attha ma sang. Attha. Attha ma sang. Yeah, đúng rồi. Attha ma sang. Attha, attha, attha. Yeah. Ma sang. À, con cảm ơn. Dạ, đúng rồi. Sa trước. Yeah. Cô Chi mở cái micro lên á. Cái này mày. Cha ma sa ni pan cha ma sa ni cha ta ri ma sa ni ti ni ma sa ni dve ma sa ni e kham ma sam attha ma sam. Yeah, Sa thứ.
Rồi, cái này nó cũng giống như đoạn ở trên ha, sư cô đọc qua một lượt. Tittatu pikkave adhamaso yohiko ti pikkave ime chattaro satipatthane evang bhavaya sattahang tasadvinnang phalanang. Anyatarang phalang batikang thang dikthe vat dhamme anya sativa ubadisese anagamitati. Tittatu pikkave adhamaso yohiko. Adhamaso yohiko chi pikkave ime chattaro satipatthane evang bhaveya sattahang tassa dvinnang phalanang anyatarang phalang batikan khang ditthweva thamme anya sati va ubadi se se anagamitati. Yes, sadhu. Rất tốt. Tittatu bhikkhave adhammaso. 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 Yohi koji bhikkhave ime chattaro sati patthane evang bhaveya sattahang tassa denang phalanang dvinnang phalanang anyatarang phalang bhaki khang khang ditheva dhamme ana sati va anya ditheva dhamme anya ditheva dhamme anya ditheva dhamma dhamme dhamme ditheva dhamme anya sati va upadi se anaga mi tati. Sati va upadi se anaga mi tati. Sati va upadi se anaga mi tati. Sadhu. Cảm ơn cô. Con xin phép đọc. Tittatu pikkave adhammaso yohiko chi pikkave ime chattaro satipatthane evang bhaveya sattahang tassa dvinnang phalanang anyatarang phalang patikhan khang ditthega thamme anya sativa upadise se anagamitati. Sadhu. Con số 6. Tittatu bhikkhave adhammaso yohiko chi bhikkhave ime chattaro satipatthane evang bhaveya sattahang tassa dvinnang phalanang anyatarang phalang batikang khang ditthweva thamme anya sativa upadisese anagamitati. Sativa ubadisese anagamitati. Sativa ubadi
Chati va uba di se se. Chati va uba di se se. Anagami pa ti. Dạ, đúng rồi. Sa trư. Dạ, con cảm ơn cô. Dạ. Dạ, con số 7 ạ. Dạ. Tikthatu bikave adhamaso yohiko chi bikave ime chataro satipatthane evam bhavaya sattahang tassa dvinnang phalanang anyatarang phalang batikankhang ditthava dhamme anya sativa ubadisese anagamita anagamita ti. Dạ sa thứ. Dạ con số 9 xin đọc ạ. Dạ. Bích khá tú bích khá về atha ma so yohiko si bích khá về ime khát khá khát khá rô sa thi pa tha nê y vâng e vâng e vâng ba vay yá sát ta hầm sát ta hầm sát ta hầm sát sá đình nằm đình nằm năng phá đinh năng phá la năng an nhã ta răng phá lâm pa ti khăn khăn đích thế và đam mê an nhã đích thế và đam mê an nhã đích thề và đam mê an nhà sati và ấp bà đi xe xe a a anagami ta ti. Dạ, cái đoạn này nãy mình đọc ở trên rồi, mình đọc xuống thì vẫn còn lòng còng. Sati và uba đi xe xe anagami ta ti. Dạ, yeah, rồi, tiếp theo. Yeah. Yeah. Con số 10. Dạ. Yeah. Tít tha tú bích khá về át tha ma sô yô hi cô chí bích khá về ý mê chát ta chát ta rô sát tí bát tha nê ê văng bà vây á. Evang bhavaya. Evang bhavaya. Sattahang. Sattahang. Tatsa. Tatsa. Dvinnang. Phalanang. Anyatarang. 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 Phá lăng bát tì căng khăn bát tì căng khăn bát tì căng khăn bát tì căng khăn đít thế và đam mê đít thế và đít thế và đam mê ăn nhà sati và upadisese anagamita ti. Dạ sa chứ. Con cảm ơn sư cô. Dạ. Con số 12 à? Dạ. Tithatu bikhave attam atthama so yohi ko chi bikhave ibe chat taro satipatthane evam bhavaya sattaham tassa vinnam phalanam anyataram
pa lam pa ti khang khang ti te wa tham me an nha sat ti wa upadi se se at nha nha ga mi ta ti ti. Yeah, sati wa upadi se se at nha ga mi ta ti. Sati wa upadi se se anagamitati. Dạ, sa thư. Rồi, chúng ta đọc tiếp cái đoạn cuối là hết. Eka yano ayang bhikkhave makko satta nang visuttiya so kapari deva nang samatikkamaya do manasa nang attangamaya nyaya sa adhigamaya nipan sacchi kiriyaya yadi dang chattaro sati batthanati. Tôi có đọc lại. Ekaya no ayang bhikkhave maggo sattanang visuddhiya so kappadevanang samatikkamaya dukkha domanasanang Adhangamaya nyayasa adhigamaya nibbanasa chachikriyaya yadidang chattaro satibatthanati. Thì sư cô đọc, sư cô giải thích xong rồi chúng ta nghỉ. Coi như là xong, chúng ta hôm nay chúng ta học xong cái bài kinh tứ niệm xứ. Dạ. Rồi, Ekayano Ayang Pikkhave Makko. Chữ Ekayano Ayang. Chữ Ayang là đây. Ekayano Makko là con đường độc nhất. Pikkhave này các tỷ kheo. Sattanang Visuddhiya là đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Chữ Sattanang là các chúng sanh. Visuddhiya là thanh tịnh. Đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Sokaparidevanang Samatikkamaya vượt khỏi sầu não. Sokaparidevanang Soka là sầu. Parideva là ưu não, chữ não. Dukkha do manasa nang athangamaya là diệt trừ khổ ưu. Chữ athangamaya là diệt trừ. Chữ dukkha là khổ. Do manasa nang là khổ ưu. Chữ do manasa là ưu. Dukkha là khổ. Dukkha do manasa nang là khổ ưu. Rồi. Chữ nha yassa athigamaya tức là thành tựu chánh trí. Chữ nha yassa là chánh trí hay là chánh lý. Cho chỗ dịch là chánh lý, chánh trí. Nibbana sacchikiriyaya để chứng ngộ niết bàn. Chữ nibbana là niết bàn. Sacchikiriyaya là chứng ngộ. Yadidang đó là chattaro satipatthanati, bốn niệm xứ hay là tứ niệm xứ. Yadidang chattaro satipatthanati là đó là tứ niệm xứ. Đức Phật có nói là mình tu bốn cái xứ là quán thân ha, trên thân quán thọ, trên thọ quán tâm, trên tâm quán pháp, trên pháp. Trong vòng từ 1 năm đến 7 năm là mình sẽ chứng một trong hai quả đầu tiên, hoặc là mình sẽ chứng cái quả thứ ba. Hoặc là mình tu từ 1 từ nửa tháng cho đến 7 tháng là chúng ta sẽ đạt được đạo quả tu đầu quần, tu đà hàm, a na hàm, và cái quả cuối cùng là gì? A la hán. Đức Phật ngài đưa ra cái thời gian đó. Bây giờ chúng ta đó là nói là các ngài, các vị mà tu hành một cách miên mật, không có một chút sơ hở thất niệm thì mới thành tựu được. Bây giờ chúng ta tập tu, chúng ta có chút xíu chánh niệm, xong rồi chúng ta mất chánh niệm rất là nhiều, tham sân si rất là nhiều. Do đó cho nên con đường cái đạo quả niết bàn nó rất là xa. Mình đi ngoài mới tới. Mình còn phải luân hồi nhiều lắm. Mình phải tu làm sao mà mình thanh lọc phiền não tham sân si mà nó còn rất là ít á, may ra mình tu tập mình mới đạt được. Chứ còn mà tham sân si của mình còn nhiều là cái niết bàn mình nó còn xa lắm. Rất là xa.
Dạ, hôm nay thì chúng ta kết thúc cái bài kinh tứ niệm xứ. Rồi tuần tới thì chúng ta sẽ học qua cái phần cái bản vi diệu pháp mà cậu Kiên với là cậu cậu Nhân gửi. Sư cô sẽ chọn cái bài đó chúng ta sẽ học. Và bài nào vậy cô? Cái vi diệu pháp á. Để con coi coi. Cái vi diệu pháp mà như là cái quyển thắng pháp. Duyên hả cô? Dạ. Hay là về cái thắng pháp tập yếu luận. Dạ, thắng pháp tập yếu luận á, mà phần Pali, là bài bản Pali không à, không có tiếng Việt. Phải cái này không cô? Dạ. Vừa cậu gửi, Kiên có gửi rồi, có gửi dạ. Cho sư bạn. Để con coi lại. Dạ. Dạ, cái bữa cho coi trong email á, trong email cậu Kiên có gửi á. Dạ, nó con có làm cái thắng pháp tập yếu luận mà cái này nó đơn giản lắm cô. Yeah. Mà nó lặp đi lặp lại không thì nó để con hỏi lại với Nhân coi là Nhân muốn cái nào. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Giờ mình cái phần bữa đó gửi cái bản Pali không à? Dạ dạ. Để yeah, con hỏi lại Nhân rồi con làm cho cái bản để lớp học dạ. Dạ dạ mô Phật. Rồi chúng ta hồi hướng ha. Giờ sư đưa sư cô đọc là đọc tóm tắt rồi xong rồi bữa khác thì các vị cái cách đọc tóm tắt các vị nghe để ý ha. Akasata Akasata Devanaga Mahindika Bunyang No Anumodantu Jirang Rakantu Sasanang Rakantu No Garu Rakantu Nyatayo Rakantu Banino Rakantu No Sa Đa. Chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thân mọi điều Long Vương tàng lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyến thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hướng phước dài bên lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngỡ hầu vô sanh imaya dhammanu dhamma bati bati ya buddhang buddhemi imaya dhammanu dhamma bati bati ya dhammang buddhemi Imaya dhammanu dhamma bati bati ya sanghang bhujemi. Imaya dhammanu dhamma bati bati ya mata bitaro bhujemi. Imaya dhammanu dhamma bati bati ya achariye bhujemi. Adham imaya batibadaya charamaranamha barimuchisami idang no nyati nam hotu sukhitantu nyatayo idang no nyati nam hotu sukhitantu nyatayo idang no nya ti nam ho tu sukhita hantu nya tayo idang me bunyang asava khaya vahang ho tu idang me bunyang nipana sabacayo ho tu buddha sasanang chirang tittatu buddha sasanang chirang tittatu Buddha sasanang chirang tittatu sadu sadu sadu. Dạ. Con xin kính dạ. Sư cô. Dạ. Dạ mô Phật. Dạ. Dạ. Xin cô. Chào tất cả các vị. Dạ. Rồi chúng tới. Dạ. Dạ, tụi tới chúng ta sẽ học bài mới. Dạ. Dạ, mô Phật. Dạ con xin chào sư cô ạ. Dạ, chào sư cô. Dạ, mô Phật. Chào tất cả các vị. Chào các anh chị. Chúc các vị nhiều sức khỏe, an vui. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ạ. Rồi, tổng chào mọi người. Dạ, tổng chào. Thứ ba tuần tới nha.
Ok. Dạ, cảm ơn. Chào anh ạ. Anh Kim. Ba chị Hiệp. Ba cô Tuyết. Dạ, chào. Dạ. Chào. Ok, ba chị.